Sông Nin đã làm cho nền văn minh Ai Cập cổ đại trở nên phồn thịnh. Nó không những cần thiết cho việc vận chuyển mà còn duy trì cho nguồn thực phẩm. Và nhiều người Ai Cập vẫn phụ thuộc vào nó cho đến ngày nay để sinh tồn. Đây là buổi sáng sớm trên đảo Elephantine ở miền nam Ai Cập. Ông bố và con trai Yosef và Karim Mohammed chuẩn bị đi câu cá như họ làm hàng ngày. Gia đình tôi đã sống ven sông Nin hơn 100 năm. Cha tôi là ngư dân. Và ông của cha tôi cũng là ngư dân. Ông đã dạy ông ấy, và sau đó ông đã dạy tôi. Bây giờ tôi đang dạy con trai tôi Karim như cha tôi đã dạy tôi. Yosef và Karim là một phần của cộng đồng Nubia. Họ là hậu duệ của một số người đầu tiên định cư tại khu vực thung lũng sông Nin hơn 7.000 năm trước. Đối với người Nubia, sông Nin là cuộc sống của họ. Họ luôn sống quanh sông Nin. Việc xây dựng một con đập ở phía nam tại Aswan đã gây ra lũ lụt, làm nhiều người Nubia mất đất. Vì vậy, với Yosef, việc truyền lại những truyền thống cũ cho con trai mình là rất quan trọng, như cách bắt cá theo kiểu Nubia. Ông biết rằng những con cá lớn ở dưới vùng nước sâu phía bên kia sông. Để đến đó, cha và con phải băng qua một dặm nước sông gồ ghề và đông đúc trong chiếc thuyền chèo nhỏ của họ, trong khi tránh những chiếc phà và thuyền buồm Fuka chạy nhanh. Một vụ va chạm ở đây sẽ là thảm họa. Ngư dân Nubia Yosef và con trai 6 tuổi của ông, Karim, phải vượt qua một trong những điểm đông đúc nhất trên sông Nin. Kế sinh nhai của họ phụ thuộc vào việc bắt được những con cá lớn hơn ở vùng nước sâu. Yosef lái thuyền qua các khoảng trống giữa lưu lượng giao thông. An toàn vượt qua bên kia. Cậu bé 6 tuổi Karim phải giữ thuyền chèo vững chắc trước dòng nước chảy mạnh. Cha của Karim sử dụng một kỹ thuật cổ xưa để tối đa hóa việc bắt cá của mình. Khi đánh vào mặt nước một hoặc hai lần, cá sẽ bơi xuống sâu và chạy vào lưới. Cá không thích tiếng ồn. Những con cá này là cá tilapia. Người Ai Cập đã sử dụng nó từ thời Pharaoh. Sau một giờ, Yosef và Karim đã bắt đủ cá cần thiết cho bữa tối hôm nay. Họ chèo thuyền một dặm trở về làng trên đảo Elephantine. Những người đầu bếp rắc bột lên cá và chiên chúng như một phần của công thức truyền thống của người Nubian. Sông Nin có ý nghĩa tất cả đối với tôi vì đó là nơi tôi câu cá. Nó làm cho cuộc sống trở nên tốt hơn. Sông Nin là toàn bộ cuộc sống của tôi. Trong hàng ngàn năm, các nền văn minh Ai Cập đã phụ thuộc vào sông Nin để tồn tại. Ngoài việc cung cấp thực phẩm, phù sa màu mỡ từ dòng nước của nó cho phép nông dân trồng trọt trong sa mạc,
nhà khảo cổ học người Đức Joanna Seagal cũng đang đến đảo Elephantine. Công việc của cô với tư cách là giám đốc khai quật tại đây đang tiết lộ tầm quan trọng của sông Nin đối với người Ai Cập cổ đại. Nhìn từ trên cao, mũi phía nam của đảo cho thấy bố cục của một thị trấn 5.000 năm tuổi. Đây là một trong những khu định cư đầu tiên ở phần này của sông Nin. Sông Nin đại diện cho nguồn sống của người Ai Cập cổ đại. Nó là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Cung cấp thực phẩm và nước, đất đai màu mỡ, các kết nối thương mại, tất cả đều từ sông Nin. Trước khi các con đập kiểm soát được độ cao của sông, mưa gió mùa ở Ethiopia phía nam Ai Cập gây ra lũ lụt hàng năm. Khi mực nước dâng lên, nước tràn qua các bờ sông, phù sa màu mỡ được lắng đọng khắp các đồng bằng lũ. Nước lan rộng đến đâu, đất nông nghiệp có thể được canh tác đến đó. Người Ai Cập cổ đại đã phát triển một hệ thống để dự báo trận lũ hoàn hảo. Công cụ mà họ phát minh ra được gọi là Nilometer. Các dấu chạm khắc trên lối đi này đo độ cao của lũ và dự đoán liệu mùa màng sẽ phát triển mạnh hay thất bại. Ở Elephantine, lũ đến trước tiên. Vì vậy, việc đo ở đây sẽ là một dự đoán cho việc đo độ cao dọc theo sông Nin. Ít nhất là người Ai Cập cổ đại hy vọng như vậy. Khi Nilomet ghi nhận mực nước lý tưởng, các cánh đồng sẽ được phủ đủ phù sa để tạo ra một vụ mùa bội thu. Hàng ngàn năm sau, sông Nin vẫn là nguồn sống của Ai Cập. Sông Nin vẫn cung cấp nước uống, cung cấp năng lượng và vẫn cung cấp nhiều thứ khác, đất đai màu mỡ và hỗ trợ nông nghiệp. Nếu không có sông Nin, sẽ không có sự sống ở đây. Ngày nay, 96% dân số sống trên 3% diện tích đất canh tác được tưới bởi sông Nin. Mời bạn đón xem phần 3, Sinai bán đảo tam giác, vùng đất khắc nghiệt, trên kênh Gió Documentary.